mới về đây hả, tôi đập hết. Thôi con hả, mày ra phục đó cặc sao, nó cài nó tao sao? Mày mở cái mạng tụi bay lên. Con người mày lắm. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ news của chúng tôi. Và sau đây là bản tin chính được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói chuyện với các bạn một chút xíu về những cái người YouTuber. Trước khi cho các bạn xem cái clip của cái thầy chùa ăn thịt chó Thích Tâm Đức ở tại một cái công viên, thì các bạn cho phép mình xin một phút thôi. Mình sẽ nói nhanh cái vấn đề này. Còn những cái vấn đề mà mình sẽ chia sẻ riêng tư thì sẽ có một cái cuộc live stream để mình nói chuyện riêng về cái chủ đề này. Mình chỉ muốn nói với các bạn một điều nhỏ nhỏ thôi. Tức có nghĩa là vài ngày gần đây thì có rất nhiều bạn, những người xem nói là các anh em YouTuber quay cái thầy chùa ăn thịt chó là để câu like câu view, ăn rồi cứ đăng lên hoài. Mình chỉ hỏi các bạn rằng là nếu không có các YouTuber thì làm sao các bạn biết được sự thật là chân tướng của cái anh chàng thầy này, đúng không các bạn? Và một điều nữa mà mình sẽ chia sẻ ở cái live stream sau, tức có nghĩa là các bạn phải biết rằng là khi như kênh của Nguyễn Nam Channel này hoặc là Tina Lầu New quay về những cái hình ảnh của thầy chùa, là lúc đầu họ chỉ muốn là đi quay để mà biết được những cái sinh hoạt, những cái hành động của thầy này để cho mọi người cùng biết, cùng nắm bắt được cái thông tin. Và nhiều khi người ta đã lặn lội, không quản đường xã xa xôi, người ta lặn lội, người ta đi theo, thậm chí là phải ở trọ để mà theo cái bản tin đó cho các bạn xem. Thì các bạn nên trân trọng những cái điều đó. Và một cái điều nữa là anh em YouTuber trong nhóm của Nguyễn Nam Channel hoặc là Tina Lầu Miu á, thì cũng muốn là góp ý cho thầy để mà sửa đổi những cái tư cách, những cái hoang tưởng của ông thầy này. Và các bạn ấy cũng đang làm cái điều đó để thay đổi một cái cách nhìn nhận của một người đang phạm sai lầm lớn. Và điều đó chúng ta nên nhìn nhận họ khác, bởi vì họ đang cố gắng thay đổi nhân cách xấu của một con người. Điều đó là rất tốt. Và bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn xem cái nội dung của cái clip Thích Tâm Đức bị những người dân ở cái vườn hoa này làm gì các bạn nhé. Bữa nay chùa mình cũng rất là nhiều ta đây, rồi cũng những cây quýt, cái ở giữa thành phố mình kêu cây quýt, Hà Nội kêu cây tắc. Tết thì người ta rất là thích cái hạnh hả hạnh là cái gì? Cái hạnh là cái tắc đó. Vậy vậy hả? Không biết. Trời. Rồi đi tới nè, qua đây có những cái bông lạ nè. Đó, đây đây đó. Cúc này trồng dễ trồng, nhà dân nào ở vùng quê chỉ cần để trồng là nó lên rất là tốt. Đó, đẹp không? Rồi tiêu cúc ở Đà Lạt đem vô nó trời. Với rồi ở trong thành phố mình cũng trồng. Đó, vui sưng đẹp không? Rồi tới thằng mấy bên này là thầy ơi, bên đây này. Rồi đi qua đây. Cái loại cúc này cũng đẹp ha. Quá đẹp luôn. Mini á. Cái nó nở sau điều quá ha. Ở đây cái loại bông cúc này đẹp không? Họ họ giống cúc cúc này, cúc họ đẹp quá, đẹp. Rồi đi 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 tiếp, rồi hết đường đi luôn rồi. Mình đi qua bệnh. Qua đây. Ta đi qua đây nè, thấy những cái cảnh đẹp đó. Đó, qua đây là thấy những cái bông cỏ đẹp không? Cái bông này đẹp không? Thấy những cái loài hoa rất là thảo và đẹp cuối cùng. Ở đi mà mình thấy cái bông nào cũng lấy nha. Mua đi thầy, mua đi thầy. Mua đi thầy. Nhiều quá rồi. Nhưng mà người ta cho thằng lá liền này. Qua mới nghe thì nói nè. Ô, mua nho giùm chồng nè. Quá ngon luôn mà coi. Con nho này trái chồng luôn nè. Đừng có mất ăn có tiền mua. Ủa, con nho mà đẹp dữ vậy. Ở chúng ta đi coi thằng vườn nho được nè. Ở trong rồi thầy ơi. Qua đây nó ngắm cái vườn nho nè. Ờ, nho này ngon lắm nè. Thầy lúc đây thử thầy. Ờ, nho này trái chồng chồng luôn nè. Ta thấy nho nè. Ở chồng chồng nè. Chúng ta thấy không? Đây nè. Ồ. Thấy nho chưa? Quá trời. Ờ, chúng ta đi thấy nho cực kỳ đẹp. Đó, nho là bên kia đi qua đây. Đó, đây ít nè. Có bông mật trời nữa ha. Ta thấy đó, con bông mật trời. Hoa hướng dương. Dương. Đó, bắt đầu bây giờ giờ thôi. Dương nè, ta thấy đẹp không? Thấy mà quá đẹp luôn. Wow. Quá đẹp luôn. Đây là cây hướng dương. À, ta thường thường à, hướng dương để
trưng cho cái Tết cho mình là mặt trời, là ánh sáng rất tốt, và lấy cái hộp cũng phải là ăn hộp hướng dương. Dễ thương quá. Rồi đi. Đây nè, đậu quận cúc rồi bông mai. Chúng ta thấy là mỗi cái chuông mai, rồi cái mai này để bàn rất đẹp. Đó, cái mai chúng ta thấy không? Xung quanh những cái mai rất là tuyệt vời. Đó, những nhà nào mà chúng ta để trưng trước cái bàn thờ, ở trước cái bàn mà tiếp khách á, có những cây mai này rất là đẹp, đẹp đẹp luôn á, thấy không? Cây mai cái sắc sảo chưa? Có đẹp như người thầy luôn vậy đó. Đẹp quá không? Bưng bên nào cũng biết. Mua thầy. Mấy cây này để bàn mà đẹp. Đó, đây nè. Đó, chúng ta thấy không? Một cái vườn hoa rực rỡ luôn. Đó, bông đẹp ghê không? Đó, đẹp không? Thấy quá trời mai luôn đó. Mai đẹp rực rỡ luôn. Thầy có mong ước gì không thầy? Nói luôn thầy. Thôi mình Tết mình nói ai cứ mua hết chợ đem về cho chùa thầy là được rồi. Gắt quá, gắt quá. Con ước của thầy lớn quá. Con ước của thầy vậy thôi hả thầy? Con ước của thầy lớn quá. Đó, thấy đẹp không? Những cái cây tươi thắm nè. Tết để cái bàn đẹp lắm. Quá đẹp luôn ha. Đó, cái bàn này để đẹp. Đó, đây là móng móng gà để mình thấy qua rất nhiều nè. Chị có thể là phát biểu và tình huống về thầy được không ạ? Có nghĩa là mấy tuần nay tôi đã theo dõi về thầy rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay là được may mắn là được gặp thầy ở nơi công viên gia đình làng Hoa. Dạ, khi mà chị cho em hỏi là khi mà chị gặp thì cảm xúc chị như thế nào ạ? Cũng thấy vui, nhưng mà đó là một cái duyên để gặp thầy, chứ không phải là muốn gặp cũng được, đúng không thầy? Là thôi sẵn hôm nay là tôi cũng chúc thầy năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha, thuận lợi công việc, với lại thầy cố gắng trên bước đường đại học đạo, trên bước đường đạo cầu cho bá tánh bình an thiên hạ thái bình nha. Cũng chúc cô vui khỏe ha, trẻ mãi không già. Cảm ơn, bye bye. Dạ, ok, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn. Ta đi qua vườn này nè. Quá mai trong cái một cái vườn mai luôn. Rực rỡ chưa? Ta thấy cực kỳ đẹp hôm nay. Bà con cô bác ai có tiền chúng ta ghé qua thăm những cái bông mai này để trưng trước cái bàn của tiếp khách mình rất cực kỳ đẹp, và để trước chùa, trước nhà mình, và chùa thì cũng cực kỳ đẹp. Thì Tết mà mình được vài chục cái mai này đẹp biết mấy nha. Mua hoa thêm việc ai giống như giả như thầy. Tết nay thầy may giả nhiều mà may thật chưa có á. Có duyên bữa nay mình đi cho ước mơ những cái mai, mai thật ở chùa mình có, cây đào có, cây mai có. Đây nè, đến cái thực tế đây, cái là mai đẹp. Đẹp quá không? Để bàn rất là đẹp luôn. Đây chụp thân đứng luôn này. Chụp ai? Đẹp không? Đây người ta không cho quay nè. Cảm ơn người. Ông á, lên mạng nói gì ạ? Tôi vợ nó một cái là không đạo Phật không nói bậy nha. Tôi nói hôm nay là tôi định lên trộm là tôi bậy không á. Ông là con người mất dạy. Có con cặn là sao? Con cặn là sao? Con cặn là sao? Nói. Ông là đạo Phật, ông là Phật bằng quá bây giờ con vậy hả? Chú, thôi chú. Hả? Ui ra, mấy mày bay hả? Tôi đập mày hết. Phía ra. Thôi con. Con hả? Mà đạo Phật đến, tao không thấy mày nào hết hả? Mày mở cái mạng tôi bay lên. Con người mày lắm hả? Mày mất dạy không? Hả? Thôi đi đi, đi đi. Mặt đi với mày hả? Đi đi mọi người. Chớ mặt với mày hả? Mày đạo Phật hả? Mày lên chùa mày lấy con cặn cỏ này kia. Mày lấy chùa. Chú ơi. Tụi mày dẹp hết không? Tụi mày dẹp không? Tao đập cái lưu tướng tụi mày liền. Tụi mày dẹp hết. Mày làm cho chó đẻ đi lên hả? Nó điên, nó bỏ sống hả? Phùng đứng lại, mày nói chuyện với tao. Ê, tao là thuốc chính đang của chi nha. Tao nói mày hay chứ thẳng nha. Tao thấy rượu má mày. Ngày hôm qua vừa nói dù con cặt cái lồn. Con cặt lỏ.
có thầy chùa như mày không? Mày nói nào? Tao quất mày bây giờ. Ngày hôm qua đi mở lên Bluetooth, một cái thằng ở phường Chợ Sớm Mới Gò Vấp, nó nói là tao là mẹ mày, tao đạo Phật. Đi đi. Quá tao đạo Chúa. Đi đi. Tụi bay dẹp hết nha. Tao quất lần cái bậy hết á. Mày cái thằng chó đẻ mày để lên mạng à? Cái chó đẻ mày lên mạng à? Tao có cái mẹ đó không? Không lại, mày nói chuyện với tao. Mày muốn không? Ê, tao là Phúc Chính Nam vậy nha. Muốn đi đi. Tao nói vậy chứ. Chú ơi, con ta. Mày xin ra. Thầy hả? Cái là thầy cho mày hả? Thầy chưa không? Thầy đi mày, tao đóng mày chết mày. Mày đủ máy mày nói làm qua chặt bỏ là sao mày nói lại? Mày nói ai? Cái thịt chó. Cái một thằng bạn mà đem cho hai cái